Chào bác quay trở lại với kênh của Nghĩa Audio. Hôm nay thì các bác đang đi chơi nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 2019. Bên em thì cũng rất chi là vui, vừa đi chơi giao lưu về và sưu tầm được cho các bác một bộ karaoke cực kỳ mới, cực kỳ hot luôn. Đầy đủ đồ của một hãng. Hãng đấy là hãng BJK. Và các bác đang dùng cái sản phẩm như là loa BJK rồi là vang BJK. Thì hôm nay bên em đã cập nhật thêm được mẫu mới, đấy là cục trầm, đấy là loa trầm đấy, loa bass đấy, BJK và bộ mic không dây BJK. Và đây em sẽ các bác theo dõi tiếp video nhé, theo dõi tiếp để em giới thiệu cho các bác. Đây toàn bộ bộ BJK mà em chưa sưu tầm được cục đấy, thì em ghép tặng cái cục đấy LA 800 của Rosen. Đấy là LA 800 đây. Đây là các bác đây. Các bác xem từ trên xuống dưới này. Mic không dây. Tí nữa em sẽ giới thiệu cho cái sự đặc biệt trong cái bộ này. Và hôm sau anh em ta sẽ khám phá cái bộ mic không dây này sau. Đấy là mic không dây. Vang BJK X9 thì các bác biết rồi. Loa BJK hôm trước em cũng đã làm clip rồi. Hôm nay thì em vừa cập nhật được cái cục trầm, loa trầm BJK cực kỳ hot, cực đẹp luôn các bác. Đồng bộ này bỏ nhà các bác thì cực kỳ hot luôn, đẹp luôn. Đấy, rất sang chảnh luôn, nhìn rất chi là đẹp. Theo cái thẩm mỹ bên em thì cực kỳ đẹp đấy các bác. Đấy, tiếng hay. Đấy, thì bây giờ em sẽ cho các bác thưởng thức cái chất âm của cái bộ karaoke này. Nhạc vàng rồi là nhạc đan. Cái nhạc đan để hát cho các bác vài câu. Các bác nhớ theo dõi tiếp đi em. Các bác nghe qua một đoạn nhạc vàng nhé. Một đoạn nhạc berido tách. Tiếp chương trình thì các bác nghe một đoạn DJ nhé. Các bác thưởng thức cái chất âm một bản DJ nhé các bác nhé. Rồi, xem trống trước lên thế này. Ok. We'll be right back.
xem tiếp cái video em test qua chất âm hát karaoke, cái bộ karaoke này nhé. Sau đây mời các bác thưởng thức chất âm bộ karaoke, em hát một đoạn karaoke, mời các bác thưởng thức chất âm nhé. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alo. Thương nhau tình thắm môi à nghĩa nồng. Nghe câu hát anh đi tìm người hát. Câu hát ly thương nhau. Anh ra vườn đào, em đã sang đồng mía. Anh lên rừng quê, em lại xuống nương sâu. Anh đi tìm em ở phương nào. Anh ra vườn dừa, dừa xuống xuê trái. Đưa tay anh hái, như mây đợi chờ ai. Anh xuống đồng sâu, em lại lên ruộng cạn. Anh đi tìm bạn, bạn còn đi xa như ông tìm hoa. Hoa nở phương nào để lòng anh mong, để lòng anh nhớ, anh thương em như thế. Hơi cô gái nghĩa tình. Bốn mùa sông cây, bốn mùa em hái quà. Dẫu bao vất vả mà em vẫn hát câu hát lý thương nhau. Mà em vẫn hát câu hát lý thương nhau. Không hát trao riêng, không hát lâm tình, không hát nghĩa mình. Ôi biết mấy nhiều thương. Tạm hát một đoạn karaoke để các bác thưởng thức chất âm kỳ sáng, tiếng cực kỳ sáng các bác nhé. Thì bên em sẽ set up cho các bác trước khi về gia đình các bác. Đấy, thì các bác đã đi qua bộ karaoke bao gồm loa BJK BK12, loa full 30 các bác nhé, một bát 30 và một chép kèn. Đấy, có giá là 8,5 triệu, cục trầm BJK có giá là 4,2 triệu. Và em xin bí mật cái mã này thì em sẽ làm video sau với cục trầm vang BJK X9 có giá là 4,2 triệu và micro BJK, micro đây BJK K86 có giá 1,6 triệu các bác, và cục đẩy LA 800 có giá 3,5 triệu. Thì mọi chi tiết các bác mua hàng thì liên hệ qua số điện thoại hotline bên Nghĩa Audio, đó là 0934573743, hoặc là các bác truy cập vào trang web nghĩaaudio.com. Các bác thấy video bên em hay thì cho em một like chia sẻ. Và các bác mới đến với kênh Nghĩa Audio thì nhấn nút đăng ký kênh cũng như nhấn chuông thông báo để nhận những video tiếp theo bên Nghĩa Audio. Chào các bác.